Câu hỏi của bạn thì như lúc trước tôi cũng đã trình bày về những cái dấu hiệu mà nhận biết sớm về bệnh ung thư máu, ung thư hệ tạo huyết. Thì nhìn chung là khi mà bệnh để mà tầm soát thì chúng ta không phải là tháng nào chúng ta đi khám mà cũng chỉ nên định kỳ 6 tháng đến 1 năm một lần. Thì đối với bệnh của ung thư hệ tạo huyết thì xét nghiệm công thức máu đơn thuần thì cũng không hẳn là đã phát hiện được ra bệnh mà phải kết hợp với cả những cái phương pháp khác như là thăm khám lâm sàng này, rồi là những cái phương pháp về hình ảnh như siêu âm, chụp X quang vân vân. Nếu trong trường hợp mà xét nghiệm công thức máu mà phát hiện ra một số những cái bất thường về dòng tế bào máu thì các bác sĩ sẽ chỉ định làm những cái xét nghiệm sâu hơn như là huyết tủy đồ hoặc là flow tủy để chẩn đoán xác định bệnh. Tại vì nói chung là gia đình cũng lo lắng là liệu con có bị tỷ lệ di chuyển cao hay không. Thì thực tế ra mà nói thì rất nhiều trường hợp bố mẹ không hề bị bệnh nhưng mà con lại mắc bệnh. Thì vì đặc tính bộ gen di truyền của mỗi người một khác, tuy là sinh đôi, trong trường hợp bạn của bạn thì sinh đôi là nhưng mà nó lại là khác chứng, thì cái bộ gen nó cũng sẽ giống như là những cái anh em mà không phải là sinh ra trong gia đình mà không phải sinh đôi, nó không sẽ giống nhau về cái mặt di truyền của bộ gen. Chính vì vậy là cái không phải nhất thiết là bạn kia bị ung thư thì bạn này cũng sẽ lại bị ung thư. Đối với trường hợp mà bạn kia thì nên làm, có thể là nếu lo ngại quá thì các bạn nên làm thêm các xét nghiệm về di truyền để tìm hiểu các bất thường về nhiễm sắc thể nếu như là có điều kiện. Thì một số những cái bất thường về nhiễm sắc thể mà liên quan đến cái vấn đề mà phát bệnh leukemia như là chuyển đoạn ở nhiễm sắc thể 8-21, rồi là chuyển đoạn ở nhiễm sắc thể 15-17, rồi các đột biến FLT3, đột biến AML1, ETO vân vân. Nhìn chung là nó rất là sâu. Nếu như là bạn có thể là tìm đến các cái chuyên gia về huyết học để tư vấn cho bạn, chứ tránh là mình đi tầm soát một cách coi như là gọi là tự phát, là cứ thôi cứ hàng tháng gọi Melatech đến lấy máu hay là gọi chỗ kia đến lấy máu để xem có bị bệnh hay không. Thì phần đấy thì tôi cũng với câu hỏi của bạn thì tôi cũng xin được lưu ý như vậy.